bạn, mình là Phương. Mình mới vừa đậu visa Mỹ. Thì mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn về những điều mà mình đã trải qua. Khi học xong lớp 11 thì gia đình mình có dự định muốn cho mình sang Mỹ du học. Nhưng mà bác cô ở đây thì nói là mình có thể học high school ở đó. Nhưng mà trong lúc làm hồ sơ thì cái cô nói là cái tiếng Anh của mình chưa có được tốt lắm, nên là mình mới chọn cách là cải thiện tiếng Anh của mình ở một khóa ở Philippines trong vòng 2 tháng ở trường SMEG. Ở trường thì mình có rất là nhiều những cái trải nghiệm bổ ích. Mình có thể sống được tự lập tại vì mình đã ở ký túc xá với rất nhiều bạn ở nhiều nước khác nhau. Thứ hai là mình ở trong môi trường nói tiếng Anh hoàn toàn, nên là mình có thể cải thiện tiếng Anh của mình một cách cực kỳ đáng kể. Thứ ba là thầy cô ở đây rất là thân thiện, cho nên là mình xem đó như là một cái gia đình thật sự của mình. Thì sau khóa học này mình mới trở về Việt Nam và phỏng vấn, thì mình đã đậu visa Mỹ. Sau cuộc phỏng vấn thì mình có một vài cái lưu ý nho nhỏ thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là khi mình vào phỏng vấn thì thật sự thời lần đầu tiên mình chào họ thì họ không có thân thiện như mình nghĩ. Họ rất là nghiêm túc và mình thì lúc đó rất là lo lắng, cho nên là thật sự ra thì lúc đó nhiều khi quên hết những gì mình đã chuẩn bị. Nhưng khi mà mình chào họ lại bằng tiếng Anh á thì mình cảm thấy họ thân thiện hơn so với trước đó. Cái thứ hai là các bạn khi mà trả lời phỏng vấn với cái người lãnh sự quán thì các bạn nên là phải biết tiết chế một tí xíu, tại vì mình thấy là nhiều bạn vào đấy thì có hơn một tí là kiểu thể hiện quá về bản thân mình. Thì nếu như mà mình thể hiện thì cũng tốt, nhưng mà mình phải biết là cái gì nên và cái gì không. Thì ví dụ như là mình không nên nói là tôi rất là giỏi về cái này cái kia, thì họ nếu như mà họ hỏi thì mình nên nói, chứ nhiều khi họ biết rồi và họ không muốn nghe nữa, và mình phải để ý cái thái độ của họ khi đó. Thì nếu mà họ cảm thấy khó chịu hoặc là họ nhăn mặt hoặc là cái gì đó thì mình nên là ngừng lại và không nói nữa. Nhưng nếu họ hỏi mà mình khi họ hỏi thì mình phải trả lời ngay, chứ đừng có để thời gian chết, bởi vì lúc đó họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu và họ không cảm tình với mình nữa. Cái thứ hai là cái tiếng Anh thì nên là chuẩn bị thật kỹ cho cái việc mà nói tiếng Anh, bởi vì mình cần cái sự lưu loát. Khi họ cảm thấy mình nói chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với họ, họ rất là thích. Nhưng mà nếu mà mình cứ ấp úng bằng tiếng Anh á, thì họ sẽ cảm nhận là cái trình độ tiếng Anh của mình chưa tới mức, chưa đủ. Sau khi con có những cái trải nghiệm mà ở Philippines rồi con đọc phỏng vấn, thì con cảm thấy là trung tâm UE đã đưa con đạt được cái ước mơ của con đó. Thì các cô ở đây thì rất là tận tình và giúp đỡ con rất nhiều, nhất là trong cái khoảng thời gian mà con phỏng vấn. Thì con có bất kỳ thắc mắc gì thì họ cũng đều trả lời cho con. Và cái thứ hai là họ đưa ra những cái lời khuyên rất là tốt. Sau khi làm việc với trung tâm UE thì gia đình con và con cảm thấy là các cô ở đây rất là nhiệt tình và dịch vụ ở đây thì rất là tốt. Ở đây đạt được ước mơ của con là được du học Mỹ. Mình là mẹ của bé Hoàng Trương Cao Tùng với Hoàng Vĩ Hoàng Phương. Thì qua biết được cái công ty tư vấn du học UE thì mình đã rất là tin tưởng, và đứa con đầu của mình thì cũng đậu visa rất là suôn sẻ và đi và học ở bên Mỹ được 2 năm. Và sau đó là bé Hoàng Vĩ Nam Phương thì cũng vậy, em cũng đã vượt qua được những cái thử thách, những cái câu hỏi phỏng vấn rất là tốt, do là nhờ ở trong công ty các cô rất là tận tình
như cô Phương, cô Huê rồi đã chỉ cái bé rồi làm hồ sơ cho gia đình, thì gia đình cũng nhân đây cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh chị em trong công ty, và chúc cho công ty chúng ta luôn luôn được giúp đỡ thật là nhiều những cái phụ huynh, những học sinh có nguyện vọng để các em ra nước ngoài, nhất là nước Mỹ, du học, vượt qua được cái rào cản phỏng vấn rất là xuất sắc.